Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em và các bác một cái mẫu dây loa anh em nhé. Dây loa bãi Nhật xịn luôn. Đấy. Và anh em và các bác nào mà đang tìm kiếm một mẫu dây loa bãi giá rẻ này mà lại bền, đấy, mà là cải thiện được cho anh em, nâng cấp được cho anh em thì đây là một cái mẫu dây loa khá là ok, khá là ổn anh em nhé. Giá chưa tới 100.000 đồng một mét đâu anh em nhé. Và đây là dây bãi Nhật xịn luôn. Và anh em thì thấy đây, đây là lớp bẩn từ bên Nhật về luôn anh em ạ. Đây, từ bên Nhật về luôn anh em nhé. Đây, Hitachi. Đây là cái gọi là cái cuộn dây mà em chưa gọi là lau chùi gì cả, là nó sẽ như thế này. Còn khi mà hoàn thiện một bộ dây thì đây là một cái bộ dây mà của một bác khách, bác ấy có đặt của bên em đây. Bộ dây dài 2,5 mét. Đấy, một đầu mỏ chim và một đầu bắp chuối. Đấy, một đầu mỏ chim, một đầu bắp chuối có lắp chặn chống nhiễu luôn anh em nhé. Đây là cái chặn chống nhiễu có chiều ở trên chặn luôn. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, audio cap có chiều trên chặn luôn. Mà đây là dây của Hitachi 100%. Đấy, dây bãi 100%. Đây là dây là bên em đã lau chùi ở đây em ạ, mà anh em nhìn như mới luôn, đúng không ạ? Đấy. Dây này thì trước khi vào cái nội dung chính thì em cũng muốn tuốt cho anh em đã. Tuốt trước cho anh em xem cái lõi dây đã. Đấy. Dây này thì anh em có thể đánh được cho, đầu tiên là em đánh giá bên ngoài này. Đấy. Được chưa? Anh em thấy không? Rất là mềm. Và nó có một cái màu gọi là màu kem anh em ạ. Không trắng mà cũng không trắng quá mà cũng không phải là xám quá. Nó gọi dạng kiểu màu kem đấy anh em. Màu kem đấy. Rồi em sẽ tuốt luôn cho anh em nhìn cái loại bên trong nhá. Đấy. Dây rất là mềm. Dây này anh em quăng quật thoải mái. Riêng cái dòng dây bãi Nhật thì anh em quăng quật thoải mái vì cái độ bền của nó rất là tốt. Nên là lúc nào bên em cũng khuyên anh em chơi dây Nhật là như vậy. Anh em nhìn cái lớp chống nhiễu đẹp không? Đẹp mê ly luôn. Lớp vỏ này, anh em nhìn cái lớp vỏ này, chuột nó nhìn con chán ấy chứ không phải, đúng không ạ? Cái vỏ dai ngoách này, dai mềm, dai ngoách này. Rồi tiếp theo là đến lớp chống nhiễu anh em nhé. Đây nhiều anh em gọi là lớp chống nhiễu hay gọi là lớp giáp. Đấy. Bên ngoài nó có một lớp giáp này, bên trong có thêm một cái lớp giấy bạc. Hãy bảo sao nghe dây Nhật nó sạch như vậy thì đây, đây là lý do tại sao mà nghe dây Nhật nó lại sạch sẽ như vậy. Đó, nghe vài chục nghìn nó cứ bị sôi đấy ạ. Thì đấy, đấy là cái lý do đấy anh em. Và dây Nhật đấy anh em nhìn này, nó ngoài ra nó có một lớp chống nhiễu anh em nhá. Xong lại có thêm một lớp giấy bạc nữa. Lại thêm một lớp giấy chống ẩm nữa. Lại bên trong này, lõi này, anh em nhìn này. Đây em với anh em cùng đếm nhá. Đây, một như này là một đôi lõi. Này em đếm này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18 này, 20, 22, 24, 26, 28, 30 lõi anh em ạ. 30 lõi dẫn. Mà lõi con này là lõi đồng mạ bạc tơ luôn anh em nhá. Em sẽ tuốt luôn cho anh em nhìn. Đồng tơ luôn, anh em nhìn đẹp không? Đấy. Em tuốt đúng 15 lõi cho anh em nhìn luôn. 8 rồi này. Đấy. 10 này. Đúng không ạ? 12 này. 14 này. 15 này. Đây. Một bên lõi, một bên thì nó sẽ được tầm này, anh em nhìn. Lõi được tầm 2 ly anh em nhá. Lõi tầm 2 ly. Và lõi của nó là lõi đồng mạ bạc tơ. Đấy, nghe cực kỳ chi tiết luôn. Anh em và các bác nào mà đang cần cải thiện giải trung âm và giải cao sáng, đấy, và nghe đoạn chi tiết, nghe nhất là nghe nhạc bolero hay là nghe nhạc vàng, nghe nhạc trữ tình và nghe nhạc nhiều tiết tấu đấy anh em chơi dây này tuyệt vời luôn. Đấy. Và đây là một cái bản dây mà bên em không còn nhiều. Đấy, giá chỉ có 80.000 đồng một mét. Đấy, anh em nhớ là anh em có thể chụp ảnh lại cho em cái mã này. Bản 30 lõi anh em nhé, giá 80.000 đồng một mét. Đấy. Đấy. Được chưa? Đây, như một bộ dây này. Như một bộ dây này thì giá của nó sẽ rơi vào tầm là, anh em tính là 5 mét dây, 5 mét nhân với 80, 5 8 40 là 400.000 đồng một bộ dây. 400.000 đồng bộ dây thêm cái chặn chống nhiễu này thì là 50.000 đồng một cục. Anh em nhé, cái chặn chống nhiễu thì 50.000 đồng một cục và bên em sẽ lắp theo chiều mũi tên cho anh em luôn. Đấy. Lắp theo chiều mũi tên này anh em nhìn. Chiều ra mũi tên này. Đấy, chiều ra mũi tên này. Đây bên này là chiều vào mũi tên này. Đấy, anh em thấy không ạ? Chiều ra này, đây là ra loa anh em nhá. Chiều này chiều ra loa, chiều này chiều vào. Đấy, từ âm ly ra loa. Đấy. Thì cục chặn này thì giá của nó là 50.000 đồng một chiếc như này. Anh em nào lấy full chặn đồng này thì thêm cho em 200.000 nữa. Như bộ này thì cả full chặn đồng anh em nhé, giá là 600. Anh em nào lắp thêm rắc nữa thì thêm cho em là 200 nữa là 800.
Đấy, đây là cái phụ kiện đi kèm nữa, kể cả anh em không lấy cái chặn này cũng được. Anh em không lấy chặn thì bên em sẽ co cho anh em vào cái khúc màu đen như này. Đấy, bên em sẽ co cho anh em một khúc màu đen như này. Đấy, thì là giá của nó chỉ là tầm 400.000 đồng thôi. Được chưa? Nhưng mà lắp thêm này là anh em thêm cho em 200.000 đồng, 50.000 đồng mà. 50.000 đồng một cục này mà. Tổng 4 cục là giá là 200. Còn rắc loa. Đấy, anh em nào để trần thì không phải cộng thêm 200 anh em nhá. Nếu anh em cộng cả rắc nữa thì là thêm 200.000 đồng nữa. Đấy, là full rắc luôn. Bên em có đủ rắc cho anh em chọn. Đây. Rắc mỏ chim mềm, rắc mỏ chim cứng. Đây là cái bộ này là cái bộ bác khách, bác ấy chơi âm ly Nhật mà bác ấy ra loa bầu Bose 301 anh em ạ. Đấy, đây là âm ly đờ nông này. Đầu này cắm âm ly đờ nông này, đầu này cắm vào loa Bose này. Đấy, anh em nhìn này. Làm hoàn thiện cho bác khách để chuẩn bị gửi đi cho bác ấy thôi. Bộ này của bác ấy tổng là 800 đây anh em. 800 là bên em miễn ship hoàn toàn. Anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Gọi là bên em không lấy gọi là một đồng tiền công ở đâu đấy ạ. Mà lấy tiền gọi là tiền dây và tiền rắc thôi. Chưa lấy một đồng tiền công nào. Đấy, hoàn toàn miễn phí. Đây, đầu tiên là cái rắc mỏ chim mềm anh em nhé. Mỏ chim mềm này thì nhỉnh hơn cái rắc mỏ chim cứng một chút. Mỏ chim mềm này thì là 30.000 đồng một chiếc. 30.000 đồng một chiếc thì tính ra rơi tầm 240 anh em nhé. 240 cho 4 chiếc. Anh em có thể lấy 4 cái này, 4 cái kia như cái bộ của anh khách đây. Đấy, như cái bộ của anh khách, một đầu bắp chuối, một đầu mỏ chim này. Đấy, đây. Những cái đầu này chẳng hạn. Mỏ chim mềm này, mỏ chim cứng thì giá là 200.000 đồng một bộ. Đấy, 200.000 đồng một bộ. Mỏ bắp chuối. Bắp chuối thì giá là 200.000 đồng một bộ 8 chiếc. Đấy. Anh em có thể mua lẻ. Anh em có dây loa rồi thì anh em có thể mua lẻ nhá. Bên em sẽ tặng kèm cho anh em cái coi nhiệt như này. Đấy, tặng kèm cho anh em. Đấy, để anh em về. Tất cả, kể cả anh em không mua dây nhá, anh em mua rắc, bên em cũng tặng kèm cho anh em nhá, 200.000 đồng một bộ. Chưa tính ship, cộng 30.000 ship đã dầm 230 nhá. Đấy, còn anh em và các bác nào mua mét lẻ này thì thực tế là bên em không có nhiều. Cái dây này 80.000 đồng một mét, không có nhiều đâu anh em nhá. Không hề có nhiều. Đấy, anh em có thể mua theo bộ hoặc là mua theo chặn như này. Chặn này thì bên em cũng bán lẻ, nên mà anh em mà các bác nào cần chặn này, chặn này, đây là anh em này, chặn audio cáp này, có chiều mũi tên này, 50.000 đồng một đầu này anh em nhé, 50.000 đồng một đầu. Đấy, ngoài ra thì em có cả rắc mỏ chim càng cua này anh em này, càng cua to càng cua nhỏ có hết anh em nhé, càng cua có hết, càng cua mỏ chim bắp chuối có hết đầy đủ luôn cho anh em một bác. Rồi đấy, anh em bác nào quan tâm thì cái mẫu dây loa 30 lõi. Đấy, 30 lõi loại 2 ly giá 80.000 này thì liên hệ trực tiếp với em nhé, qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.